Xin được kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay ngày 29 tháng 9. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay ngày 29 tháng 9 thì huấn luyện viên Petrucci đã triệu tập 35 tuyển thủ để hội quân trong dịp FIFA Day ở trong tháng 10 này để đấu những trận đấu giao hữu với Trung Quốc cũng như là Hàn Quốc. Nhưng có một điều vô cùng đặc biệt khiến cho người hâm mộ đã phản ứng trái chiều vừa qua, đó là việc những Văn Quyết và đặc biệt là Công Phượng đã bị loại ở trong danh sách này. Chuyên gia có khẳng định một câu, Việt Nam đang đi thụt lùi. Kính thưa quý vị, theo cái danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam cho tháng 10 này thì vừa qua, huấn luyện viên Petrucci đã lựa chọn vào danh sách tập trung số lượng những cầu thủ trong độ tuổi U23 chiếm đến khoảng gần một nửa. Các cầu thủ này đều là gương mặt cũng đã trải qua cái quá trình làm việc khá là dài với nhà cầm quân người Pháp vừa qua và cũng đã khẳng định được cái khả năng của mình có thể đáp ứng được vấn đề về mặt chuyên môn của ban huấn luyện. Việc tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ để có thể góp mặt ở trên đội tuyển quốc gia được đánh giá là sẽ giúp cho đội tuyển của chúng ta sẽ có tính liên tục trong sự phát triển và còn duy trì được cái sự cạnh tranh tích cực trong đội hình của đội tuyển Việt Nam cũng như là tạo ra được sự ổn định về mặt lực lượng để hướng đến các mục tiêu quan trọng trong những năm tiếp theo. Đương nhiên điều này thì tôi nghĩ rằng là hợp lý thôi, bởi nếu chưa chỉ dựa vào những cầu thủ đã rất nhiều tuổi, có kinh nghiệm nhiều năm ở trên đội tuyển thì khó để cho những cầu thủ trẻ họ có thể phát triển. Và tương lai của một nền bóng đá thì đương nhiên phải dựa vào những cầu thủ trẻ, những lớp kế cận. Vì vậy mà tôi ủng hộ cho cái quyết định là lựa chọn rất nhiều những cầu thủ ở đội tuyển U23, ở lứa U23 để tập trung cho đội tuyển quốc gia ở trong tháng 10 này của ông Philippe Petrucci. Những cầu thủ trẻ vừa qua thì họ đã thể hiện được rất rõ ràng cái sự tiến bộ, sự đồng đều của những cầu thủ ở các tuyến. Những cầu thủ chúng ta có thể kể đến đó là Nguyễn Văn Việt ở vị trí thủ môn, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường hay là Võ Vinh Trọng ở vị trí hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. Còn tiền vệ hiện nay chúng ta cũng có rất nhiều những cầu thủ tốt có thể kể đến như là Lê Văn Đô, Đức Phú, Thái Sơn, Đình Bắc hay là Khuất Văn Khang. Và vị trí tiền đạo những cầu thủ như là Văn Tùng, Vĩ Hào hay là Nguyễn Thành Nhàn. Thế nhưng một cái tên vừa qua thì chúng tôi cũng nhắc đến rất nhiều, đó là Nguyễn Quốc Việt thì cuối cùng vẫn không thể có được cái tên cuối cùng trong cái danh sách ở vị trí tiền đạo. Và có vẻ như là đối với huấn luyện viên Petrucci thì ông ấy vẫn tin tưởng rất nhiều vào những cầu thủ như là Văn Tùng, một cầu thủ mà vừa qua thì cũng để lại rất nhiều những điều mà khiến cho cổ động viên thực sự là chưa ấn tượng với những pha khống chế bóng không tốt và những tình huống dứt điểm thực sự là khá là tệ. Nhưng dù sao thì tôi nghĩ rằng là với cái triết lý của ông Philippe Petrucci thì ông ấy vẫn có cái lý do để mà nói về cái câu chuyện lựa chọn này thôi. Còn ở vị trí tiền đạo chúng ta vẫn có thêm những Thành Nhàn và những cầu thủ có kinh nghiệm như là Tiến Linh, Văn Toàn hay là Phạm Tuấn Hải. Tất nhiên thì lực lượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện nay sẽ là những cầu thủ vẫn còn đó ở đây. Những cầu thủ như Quang Hải, như là Văn Toàn hay Tiến Linh, những cầu thủ đã thành danh, những cầu thủ đã có được những kinh nghiệm. Ở vị trí thủ môn chúng ta có Đặng Văn Lâm, rồi hậu vệ thì chúng ta có những Quế Ngọc Hải, rồi Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình hay là Đỗ Duy Mạnh. Hàng tiền vệ đương nhiên vẫn còn đó những cái tên quá chất lượng khác như là Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Anh và như hàng tiền đạo chúng tôi đã nói rồi, những Văn Toàn, những Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải thì cũng đều có mặt cả. Nhưng có một điều vô cùng đặc biệt hiện nay, đó là những cầu thủ như là Nguyễn Công Phượng và Văn Quyết cuối cùng thì lại không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở trong đợt tập trung lần này. Đây chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện mà chúng ta sẽ nói với nhau rất nhiều. Công Phượng thì vừa qua đã có được bàn thắng trong màu áo của đội tuyển quốc gia trong trận đấu giao hữu gần nhất. Và vừa qua thì đối với ông Philippe Petrucci, ông có khẳng định rằng là với Công Phượng thì cậu ấy sẽ cần phải cố gắng nhiều, cần phải tìm kiếm những cơ hội để ra sân. Thế nhưng giờ đây thì Công Phượng vẫn đang ở Nhật Bản và rõ ràng là hiện nay thì phong độ của Công Phượng cũng đã xuống đi khá là nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng là sự vắng mặt của Nguyễn Công Phượng cũng mang đến rất nhiều những sự tiếc nuối cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Bởi như đã nói, Công Phượng vẫn mang đến một cái thứ cảm xúc gì đó là rất khác biệt và rất khó tả so với những cầu thủ khác. Đương nhiên sự lựa chọn cuối cùng thì vẫn là sự lựa chọn của ông Philippe Petrucci thôi. Còn một cầu thủ khác nữa mà chúng tôi nhắc đến rất nhiều, đó chính là Văn Quyết. Cầu thủ này bị loại ở trong đợt tập trung này. Và chúng ta nhớ rằng là trong những trận đấu giao hữu trước thì mặc dù là ông Philippe Petrucci có lựa chọn Văn Quyết trong cái danh sách triệu tập, thế nhưng cuối cùng thì Văn Quyết lại không được đăng ký thi đấu và cũng không được ra sân bất cứ một phút nào ở trong những trận đấu giao hữu vừa qua cả. Rõ ràng là Văn Quyết đẳng cấp như thế nào ở V-League trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội FC chúng ta cũng đều đã thấy, nhưng rõ ràng để có thể là chiếm được chỗ đứng của mình ở trên đội tuyển quốc gia đó lại là một câu chuyện khác.
và việc hiện nay Văn Quyết không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ở trong đợt tập trung này thì đó cũng là một vấn đề khá là đau đầu. Đương nhiên cũng sẽ có một số những cái lý do khiến cho có thể là Văn Quyết không được lên tuyển. Và một lý do đó là việc hiện nay thì một số những cầu thủ ở một số đội bóng đang thuộc biên chế của những câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng phải vướng lịch thi đấu ở trong nước cũng như là giải quốc tế. Thế nhưng với những câu lạc bộ này thì vẫn có một số những cầu thủ họ sẽ được lên tuyển để tập trung, và một số những cầu thủ họ vẫn sẽ lên tuyển muộn một chút thôi chứ không phải là không được đăng ký. Vì vậy với cá nhân của Văn Quyết thì tôi nghĩ rằng là có vẻ như trong đợt tập trung vừa qua thì khi mà lên tuyển cậu ấy vẫn chưa thể lấy điểm trong mắt của ông Philippe Petrucci được. Đây là một điều đáng tiếc với Văn Quyết, thế nhưng đó là một thông tin mà tôi nghĩ rằng cũng không phải là quá bất ngờ. Bởi thực tế Văn Quyết cũng đã có khá nhiều lần khi mà được trao cơ hội để mà gọi lên đội tuyển, kể cả dưới thời của Park Hang-seo nữa. Nhưng cuối cùng thì cái danh sách chốt lại thì Văn Quyết vẫn không có tên. Ngày 8 tháng 10 tới đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ lên đường sang Trung Quốc để chúng ta thi đấu hai trận đấu giao hữu trong dịp FIFA Day vào tháng 10. Lần lượt gặp Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Kết thúc hoạt động thi đấu tại Trung Quốc thì đội tuyển sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận đấu giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Day ở tháng 10 này. Đó là ngày 17 tháng 10 chúng ta sẽ gặp đội bóng rất mạnh, đó là đội tuyển Hàn Quốc. Ba trận đấu có thể nói rằng quá chất lượng dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong thời điểm hiện nay, để chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái hành trình thực sự quan trọng, đó là vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á và sẽ được bắt đầu khởi tranh từ tháng 11. Đó là điều mà rất nhiều các cổ động viên đang mong chờ, rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ hiện những màn trình diễn như thế nào, ít nhất gần nhất đó là trong tháng 10 trong đợt FIFA Day với những đối thủ vô cùng đẳng cấp. Còn vừa qua trên một trang báo, một chuyên gia có bình luận rằng là hiện nay thì Đông Nam Á và Việt Nam không biết là đang ở đâu trên bản đồ bóng đá. Và chuyên gia này có khẳng định rằng dường như là bóng đá của Đông Nam Á cũng như Việt Nam đang có những sự thụt lùi. Bài phân tích này có nói như thế này: nếu so sánh trong vòng một thập kỷ qua từ năm 2010 đến năm 2019 thì bóng đá của Đông Nam Á đã có rất nhiều sự thay đổi. Tại bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm năm 2010 thì Việt Nam đứng 137 ở trên bảng xếp hạng của FIFA và thứ 3 của Đông Nam Á, sau Thái Lan hạng 121 và Indonesia 127. Các đội tuyển khác ở trong khu vực thì cũng xếp hạng từ khoảng 140 cho đến 201, đó là Timor-Leste. Và 15 sau thì các đội tuyển thuộc vùng trũng, khi mà đã có tiếng rằng là vùng trũng của bóng đá thế giới, thì đã có rất nhiều những giải đấu ở đẳng cấp châu Á. Trong đó đương nhiên là phải kể đến đội tuyển Việt Nam, một trong những đội bóng đã lột xác mà khiến cho rất nhiều những đội bóng lớn mạnh, kể cả những Hàn Quốc, Nhật Bản hay những đội bóng lớn như Tây Á đều phải gặp rất nhiều khó khăn khi mà đối đầu với Việt Nam ở sân chơi châu lục. Chúng ta thì đã gây tiếng vang tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, ASEAN 18, rồi vô địch AFF Cup 2018, vòng chung kết Asian Cup 2019, rồi đặc biệt đó là vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, rồi rất nhiều những thành công khác nữa. Chúng ta bất bại trong suốt 2 năm trước mọi đối thủ ở trong khu vực. Và Việt Nam chỉ bị khuất phục bởi những đội bóng hàng đầu tại châu lục như Iraq, Iran hay Nhật Bản thôi. Điều đó giải thích vì sao mà chúng ta đã tăng rất nhiều bậc ở trên bảng xếp hạng của FIFA và hiện nay đang đứng thứ 95 ở trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Bên cạnh đó, sự thăng tiến đáng kể trong 10 năm vừa qua của những Philippines tăng tới tận 25 bậc, Myanmar cũng tăng 13 bậc và cho thấy rằng là rõ ràng với sự đầu tư bài bản cho công tác bóng đá đào tạo trẻ thì đặc biệt là những đội bóng của Đông Nam Á đã có những sự phát triển. Còn một đội bóng khác nữa thì Thái Lan, từ vị thế là một anh cả của Đông Nam Á thì cuối cùng họ chỉ tăng có 8 bậc so với năm 2010 thôi. Và khoảng thời gian đó thì cũng chứng kiến sự tụt dốc của Indonesia và đặc biệt đó chính là Singapore. Và Singapore hiện nay sau chức vô địch AFF Cup vào năm 2012 thì họ gần như là không có cái cơ hội để mà đối đầu với các đội bóng hiện nay tại Đông Nam Á, kể cả đối đầu với những Campuchia, đối đầu với những Indonesia, Thái Lan hay là Việt Nam hay là Malaysia. Sự tụt dốc có thể nói gần như là không phanh bởi chính cái chính sách nhập tịch khiến cho bóng đá của Singapore đã bị tụt xuống khá là nhiều. Còn với bóng đá của Indonesia, họ cũng đã có một số những khủng hoảng, bị cấm thi đấu trong một giai đoạn khá dài và khiến cho bóng đá của Indonesia bị tụt khá nhiều, và hiện nay thì họ cũng đang bắt đầu trở lại thôi. Nhưng khi mà đưa bước ra những sân chơi tại biển lớn và đặc biệt là tại ASEAN 19, một ví dụ là quá rõ ràng, Việt Nam thì bị loại ngay từ vòng bảng,
Thái Lan, Indo và Myanmar thì cũng đều nhận những thất bại mặc dù thi đấu khá kiên cường ở vòng 1/8 vừa qua. Mà nói chung là tất cả những đội bóng không có cơ hội để vượt qua để lọt vào vòng tứ kết. Dù ở bất cứ một giải đấu nào trong khu vực thì ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay những đứa trẻ thì bóng đá của Đông Nam Á vẫn cho thấy rằng là chúng ta đang rất là bí bách, bi quan và thực sự lúng túng khi mà phải đối đầu với các những đối thủ mạnh khi mà họ có đẳng cấp cao hơn, trình độ kỹ thuật, kỹ chiến thuật và nền tảng về mặt hình thể lực rõ ràng là khác rất nhiều so với những đội bóng tại Đông Nam Á. Những đội bóng đến từ những Uzbekistan, những đội bóng như là Iran, như là Ả Rập Xút, vân vân. Những đội bóng đó đến từ những nền bóng đá của Tây Á và đặc biệt hai đội bóng lớn như là Hàn Quốc hay Nhật Bản. Hiện nay thì sự khác biệt là quá lớn khi mà chúng ta nhìn được cái trình độ giữa những Hàn Quốc, Nhật Bản so với các đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á. Rõ ràng thể hình, thể lực của họ cũng không phải là quá chênh lệch, nhưng về cái đẳng cấp, trình độ thì rõ ràng khác đi rất nhiều. Và cái đó không chỉ là liên quan đến bóng đá nam đâu, mà bóng đá nữ chúng ta cũng nhìn thấy rõ về cái câu chuyện này. Hiện nay thì bóng đá Việt Nam của chúng ta đang thực sự rất mạnh khi mà chúng ta có những khâu đào tạo trẻ rất tuyệt vời. Những trung tâm chúng ta có thể kể đến như Hoàng Anh Gia Lai, như là Viettel, PVF, rất nhiều những lứa cầu thủ khác. Nhưng vẫn còn đó dường như là có những cái lỗ hổng. Chúng ta vẫn chưa thực sự tạo ra được những cầu thủ đặc biệt tài năng giống như những lứa Quang Hải hay là Công Phượng trước đây khi mà chúng ta có được. Đương nhiên hiện nay với bóng đá của Đông Nam Á, chúng ta muốn thoát khỏi hai cái chữ đó là vùng trũng của thế giới thì chúng ta sẽ còn rất nhiều điều chúng ta sẽ phải làm. Và đương nhiên câu chuyện đó sẽ còn rất dài. Sự đầu tư về thời gian, về tiền bạc, về công sức và tất cả mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta đặt vào đúng cái giá trị và cái mục đích của bóng đá của khu vực Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam chúng ta nói riêng. Hãy cùng hướng đến tương lai, hãy tập trung tốt hơn và hãy kiên nhẫn với những gì mà chúng ta đang làm. Những lứa cầu thủ trẻ được đào tạo một cách bài bản nhất, khoa học nhất và được đầu tư thời gian tiền bạc một cách xứng đáng nhất thì chúng ta sẽ có một ngày giống như những gì mà chúng ta mong muốn là hướng đến và tiệm cận với các nền bóng đá hàng đầu tại châu lục, đúng không ạ? Mọi thứ có thể có những sự thay đổi và tôi tin rằng là bóng đá Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có những sự thay đổi thôi, không gì là không thể. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những cái thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của bóng đá STV ngày hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Còn tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.